Thì đây trên mặt bàn đang có bốn chiếc máy thanh lý hộ khách, hai chiếc máy phía trên nó là hàng zin nguyên bản, hai chiếc máy phía dưới đấy nó là hàng dựng. Cây máy bên tay trái phía dưới gần như là dựng hết rồi. Thì đầu tiên, hai cây máy phía trên, cây máy này nó là hàng zin nguyên bản, hình thức thì đẹp 99%, đẹp 99% nhưng vẫn phải thanh lý. Tại vì sao? Tại vì cây máy này, này nó có một cái chấm mực ở trên màn hình. Các bạn có thể nhìn này, trên đầu ngón tay cái của mình này nó có một cái chấm mực mặc dù rất là nhỏ nhá. Nhưng đây nó là lỗi nhá Mặc dù cây máy thì nó là hàng zin nguyên bản hình thức thì đẹp 99% Nhưng vì nó có lỗi Thế nên bọn mình sẽ thanh lý Còn cây máy ở bên tay phải của mình ấy Mặc dù nó là hàng zin nguyên bản không có bất cứ một lỗi gì cả Nhưng hình thức của nó xấu Thế nên mình cũng thanh lý Đó Máy xấu thì cũng thanh lý Máy lỗi cũng thanh lý Kể cả nó là hàng zin nguyên bản Còn hai cây máy này Nó là máy dựng Cây máy bên tay trái này Thì gần như là dựng hết rồi Đó Màn thì là màn lô Màn linh kiện Màn không phải là màn zin nhá Màn linh kiện khung viền là khung viền zin nhưng kính lưng cũng là kính lưng thay các bạn nhìn cái kính lưng của nó này kính lưng thay này là kính lưng thay chụp nha lấy cái dao lam ấn từ trên ấn xuống các bạn thấy này nó lụt cái dao lam luôn này đó kính lưng là kính lưng thay nhá kính lưng thay màn linh kiện pin thay bên trong thay hết rồi còn mỗi duy nhất đây là cái men là men zin thôi còn lại đây là thay hết và cái máy này đấy cam của nó hiện tại đang đốm chằng chịt bây giờ mang đi rửa cam nữa có nghĩa là cái cây máy này gần như đấy là không còn cái linh kiện nào là linh kiện zin cả duy nhất mỗi cái men còn cây máy này này, cái máy này là khách hàng mua tại một cái shop lớn ở Hải Phòng nha. Shop này thì có rất là nhiều chi nhánh, mặc dù cây máy này đấy, vỏ của nó là vỏ zin hình thức đẹp keng, không tì vết nhá, vỏ zin chuẩn vỏ zin nhá. Tem của shop đấy vẫn còn ở đây đây. Đó, nhân viên nó bóc đi nó vẫn còn để lại tí tem đây này. Đó. Máy thì vỏ đẹp keng không tì vết, vỏ chuẩn là vỏ zin thật nhá. Vỏ zin 100%, màn cũng là màn zin. Màn cũng là màn zin nhá. Hình thức bên ngoài thì không chê vào một điểm nào cả. Nhưng cây máy này đấy, Thứ nhất là bị rửa cam. Thứ hai là bị fix pin. Fix pin thì ở đây đấy là chỉ bị kích pin thôi chứ không phải bị đấy là thay pin sạc của cáp nhá. Fix pin theo kiểu đấy là kích pin, kích pin ở đây mình nghĩ đấy ngày trước khách mua có thể đấy là khách mua cây máy này nó là pin khoảng tầm 93 94 chẳng hạn. Thì người ta kích lên khoảng tầm 95 96. Đây, máy vẫn còn ảnh nhá các thứ đây. Còn cái ảnh tin nhắn màn hình này là mình chụp ảnh từ máy mình xong mình gửi qua Aerop sang máy này nhá. Thì nhân viên của mình nên nó nhắn này, máy của khách đã bị như thế này. Đấy, kích pin này. Đó, Giờ cam kích pin Nó vệ sinh hết cây máy này đi rồi Cây máy này được vệ sinh hết rồi nhá Hình như nó còn dán lại cả doang hát nữa rồi thì phải Đây bây giờ mình sẽ mở cây máy này ra cho mọi người xem nhá Sorry máy của khách đây Khách đây dùng này hơn 100GB đây nhá Chỉ còn 100GB Nhân viên nó đang có backup dữ liệu cho khách Backup xong Cây máy còn chưa reset Tí nó sẽ reset máy nhá Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem đấy Cây máy này nó đã bị làm cái gì Đoạn mở này hơi lâu thì mình sẽ tua cho nó nhanh đi một chút nhá thì đây sau khi đã mở cái máy này ra Xác nhận cái máy này đã bị rửa cam Cộng mấy lại kích pin Còn phay đi là phê đi zin nhá Chuẩn seri nhá Nhân viên của mình nó thấy ghi số ở trên phay đi Nó cứ tưởng là bị fix phay Nhưng không phải nhá Nó ghi số trên phay đi ấy để nó đồng bộ mấy cái camera để khi nắp nó đỡ bị nhầm. Tại vì nó rửa nó bóc hết camera ra. Nó nó rửa sau đó nó lắp lại. Nó đỡ bị nhầm mà. Đó. Còn phay này nó phay zin nhá. Phay chuẩn là phay zin. Còn cam thì đúng là cam rửa nhá. Cam rửa tại vì sao? Tại vì các bạn chỉ cần nghiêng dưới bóng đèn đấy Cái miếng kim loại ở trên cái camera đấy khi đã bị bóc ra rồi nó sẽ bị cong vênh các bạn nhìn thấy này đó nó bị cong vênh rồi này nó không còn phẳng như cái miếng kim loại ở phía dưới nữa miếng phía dưới là miếng zin nha còn cái gioăng áp này là nhân viên mình nó dán lại nhá gioăng này là gioăng nhân viên dán lại chứ không phải gioăng zin đi theo con máy này từ đầu nhá gioăng là nhân viên nó dán lại còn quả pin nó đã bị kích tại vì sao tại vì nó có cái chip ở phía dưới nhân viên mình nó chụp ảnh ấy còn quả pin này là quả pin zin nhá chứ không phải là quả pin fake hay là quả pin đã bị làm lại cổ cáp nhá pin là pin zin men là men zin vây là pin vây zin Duy nhất chỉ có mỗi cái camera là đã bị rửa đấy nhá Tất cả mọi thứ đều zin Có mỗi cam bị rửa Và đây được gọi là một con máy dựng nhẹ nhất Các bạn nhớ nhá Dựng nhẹ nhất Có mỗi cái camera bị rửa Quả pin thì có thể ngày trước nó là 87-88% Nó kích lên trên 90% bán cho nó dễ chẳng hạn Chứ còn tại thời điểm như này đấy Cây máy kiểu như này đấy, Ngoài thị trường nó vẫn coi là một cái máy zin Thế nên mình khuyên thật khi các bạn đi chọn máy cũ đấy các bạn cứ bảo đấy là người bán mở ra cho các bạn xem bên trong người ta cứ mở cho các bạn xem bên trong đấy, kể cả bạn không biết gì về sản phẩm đấy, thì còn hơn cái thằng không dám mở. Tại vì sao? Tại vì cái thằng không dám mở đấy, nó có tật nó giật mình. Các bạn cứ nhớ một điều này như thế. Chứ còn mở một cái máy nó đơn giản cực kỳ. Cái doanh áp đấy mất đi dán lại cái nó quá áp như bình thường. Đây, cái máy này nhân viên mình cứ dán lại đấy, thế nhá.